Rồi, mời em gái ngồi vô đây. Rồi, xin mời hai bạn cởi mặt nạ ra. Chị tháo cho. Ui dồi. Ok. Rồi. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1991. Hiện tại em sống ở quận Thủ Đức. 1991 là bao nhiêu tuổi? Dạ, 28. Nhỏ dữ vậy. Rồi, ở Thủ Đức. Dạ. Hiện tại thì em đang làm việc tại khu chế xuất Linh Trung 2. Công việc của em là nhân viên văn phòng. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em cũng ở Thủ Đức luôn. Quê Thủ Đức luôn. Dạ, hiện tại thì em sống chung với bố mẹ. Nhà đông anh chị em không? Chỉ có một chị gái. Chị em thì cũng đã lập gia đình và hiện sống ở bên chồng là ở Dĩ An. Bây giờ mình ở sống với ba mẹ thôi phải không? Dạ. Rồi, mời em gái. Dạ, kính chào chị Cát Tường, chào bạn bên. Em xin tự giới thiệu, em tên Trần Thị Kiều My, hôm nay 29 tuổi. À, bà đây 29, nay 28. Hay quá. Rồi, dạ, tiếp. Dạ, quê em ở Khánh Hòa. Em làm về luật ở quận 1. Mình ở đây với ai? Em ở với anh chị em. Có mua nhà trong này chưa hay là mình dạ, ở chưa, trọ? Em ở thuê. Mấy anh chị em ở chung mà đi thuê nhà ở luôn. Dạ. Phụ nữ không cần mua nhà, dọn qua nhà chồng ở luôn cho nó lẹ. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, sống có trách nhiệm, cầu tiến trong cuộc sống. Hay giúp đỡ mọi người. Nhược điểm của em là khá là kiệm lời ít nói. Cũng hơi nghiêm túc. Nói chung là nghiêm túc là tốt chứ nghiêm túc sao khuyết điểm được. Nghiêm túc quá nên cũng không biết tán gái đó chị. Đó là khuyết điểm của em. Rồi, gì nữa? Vậy hết rồi. Hết chưa? Hết rồi chị. Xạo. Còn nữa, có những tật xấu gì không? Kể ra hết. Thật xấu của em á thì em ít nói với người khác biết lắm. Nhưng mà tại vì hôm nay có chị Cát Tường thì em cũng khai thiệt. Khai đi. Em ăn thì chậm. Giống như là một bàn tiệc á, người ta ăn không hết trơn rồi. Em thì vẫn còn ăn, chưa có xong. Tại vì hồi lúc nhỏ đó, em bị chê là béo phì. Cái từ lúc đó là giống như là em tự dặn lòng á, là mỗi khi ăn á, mình phải ăn chậm nhai kỹ. Giống như là ăn như vậy á, cảm giác là nó sẽ không có tham ham ăn nữa, không muốn ăn nữa, là nó sẽ no rồi mình cũng giảm cân, không có béo phì nữa. Đỡ bị mấy đứa bạn nó chọc. Rồi. Còn bây giờ là túm lại ăn một bữa ăn là mất một thời gian bao lâu? Chắc thì cũng 30 phút. Thôi cũng chưa đến nỗi nào. Ăn xong vợ cứ đi ngủ trước đi, từ từ anh ngủ sau, anh ăn sau anh dọn dẹp. Ngoài cái đó ra còn gì lâu nữa không? Về tắm. Tắm cũng lâu nữa. Mà tắm bao lâu? Thường thì em tắm cũng cỡ nửa tiếng. Làm gì chổng mà nửa tiếng hồ, tôi tắm có 5 phút tôi ra rồi. Sau một ngày mà làm việc vất vả đó chị, cái thời gian mà tắm á, em dành để giống như là em chiêm nghiệm về cái một ngày làm việc của mình. Trời ơi, thế sao không ra ngoài giường nằm rồi chiêm nghiệm cho nó khỏe, mà ở trong buồng tắm đứng mà chiêm nghiệm chi vậy trời? Vậy nó mới thú vị chị. Hay quá ha. Vừa đứng nước vừa xả vừa chiêm nghiệm hả? Dạ. Tốn nước dữ vậy. Thỉnh thoảng em cũng ngân nghe vài câu hát giống như xả stress đó chị. Đứng mát ha, thở thoải mái, hát rồi xả nước nữa ha. Dạ. Chị thấy cái đó cũng ok, hợp lý. Cần thay đổi không em hay là kệ anh đi? Dạ thì tạm thời em thấy chắc chưa cần. Thôi bữa nào đưa vợ đi đẻ thôi, ở dơ đi nha. Đưa vợ đi đẻ vô tắm nữa, vợ đẻ rớt à. Dạ. Nha. Thế còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Thì em là một người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn dọn dẹp nhà. Em cũng hơi nóng tính tí xíu và cũng hơi thẳng tính. Còn tình trường thì sao? Dạ tình trường thì em có một mối quen 6 tháng. Mà đó giờ một mối một? Dạ. Lâu mau rồi? Dạ cách đây 2 năm. Để tìm hiểu mà sau đó em thấy không hợp. Là không hợp chỗ nào? Quen nhau 6 tháng em bên anh ấy em không có cái cảm xúc thoải mái, không có rung động nữa. Thì em nghĩ hai người không hợp nữa nên em chia tay. Vậy là cũng chưa có kinh nghiệm gì trong tình trường nhiều. Những cái quyến luyến nhớ nhung kỷ niệm thì cũng chưa nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, thế còn em tình trường mình sao? Tình trường em cũng dữ dội lắm chị. Dữ dội lắm hả? 3 mối tình nhưng mà đơn phương không à. Đơn phương là sao? Mối tình đầu tiên thì cấp 3. Cái mối tình nó giấu kín, em không có nói cho bạn đó biết. Thì chỉ là bản thân thôi. Cái qua tới đại học thì em cũng quen với bạn này ở miền Trung á. Em cũng dễ thương. Có nói người ta biết không? Có, lần này là có lần nói. Có nói. Phản ứng ta làm sao? Nhưng mà thật sự là tại vì bạn đó cũng có quen với một người bạn trai trước em. Bạn ấy chỉ coi em như là bạn thôi. Gần đây thì em cũng có quen
với một cái bạn trong công ty của em. Em thì cũng có nhắn tin. Ví dụ thì em cũng có nhắn tin hẹn bạn đó đi uống cà phê uống nước gì đó. Có nhắn tin hẹn cà phê uống nước. Dạ. Mà nhắn tin có lãng mạn, có tình cảm trong không? Em thì hỏi mấy câu mà cơ bản á chị. Ví dụ em đang làm gì đó, hay là em ăn cơm chưa, em tắm chưa. Tắm chưa nữa, ăn cơm chưa là tắm chưa nữa. Chứ không có nói anh thích em, anh mến em gì, em dễ thương gì, có khi nào nói vậy chưa? Chưa chị. Ồ, vậy là thua rồi, bởi vậy hèn chi ba mối tình đơn phương mà không đúc kinh nghiệm. Bây giờ thời buổi gì rồi, ta đánh nhanh rút gọn, em cứ ăn cơm trưa, gặp chị mà ai cứ hỏi vậy hoài chị bực mình, cho nên chi vậy hỏi hoài vậy. Ví dụ giống như là em hôm nay làm mệt không? Làm chung thì anh không công cơ quan, ví dụ anh không có cơ hội tiếp xúc nhiều, nhưng mà anh hay để rất là quan tâm em vậy đó. Anh thấy em rất là dễ thương, mình có cơ hội gì không? Ví dụ phải vô vấn đề. Cứ ngày nào ông ăn trưa với tắm trưa chi vậy, đủ quá tắm chung hả? Hèn chi, thiệt mệt ghê. Em cũng rút ra kinh nghiệm là phải tấn công. Đúng. Như chị Cát Tường chia sẻ đó. Lần này tấn công nha. Dạ. Một hồi mở cửa để tim lên mà thấy mà vừa ý mình là phải tấn công nha. Dạ. Được không? Dạ được. Vậy là cũng chưa có kinh nghiệm trong tình yêu luôn. Chưa chị. Có hôn nhau chưa? Chưa có cơ hội. Chưa có cơ hội. Thôi bây giờ mình lớn hơn người ta 1 tuổi, mình phải chỉ người ta nha. Được không? Kinh nghiệm em cũng ít ở lắm. Kệ, có hai người ít ít với nhau cho nó vui. Dạ. Vậy thôi, hai đứa mình cứ làm mới là coi như mình học tập nhau lẫn nhau từ đầu đi. Thôi được rồi, bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ thì không hút thuốc. Không hút thuốc, có hút thuốc không? Không chị. Rồi yên tâm. Không quay gia trưởng. Dạ không, em không gia trưởng. Không gia trưởng. Dạ, quen nhau thì phải có sự tin tưởng, hy sinh và chia sẻ với nhau. Có trách nhiệm với gia đình và có tí xíu lãng mạn để cho cuộc sống nó vui hơn. Được không? Đạt được như phần trăm tiêu chuẩn, tiêu chí của cổ? Em nghĩ là cũng 95 luôn á. Trời ơi, tự tin với 95 luôn. Thôi kệ, cứ cho tự tin đi. Thế còn em, mong muốn tìm người bạn gái như thế nào? Mẫu bạn gái của em là một bạn nữ dễ thương, dịu dàng, đầm thắm. Khi mà yêu nhau thì hai người cần phải chân thành, tôn trọng, quan tâm chia sẻ lẫn nhau. Nó đơn giản hả chị? Đơn giản lắm. Chọn người không có đơn giản chút nào. Lựa đi. Trong số những cô gái ấy có cô gái ngồi bên đây. Chọn đúng, gả luôn. Chọn sai còn nhiều gian nan lắm, chắc tình đơn phương quá. Cho anh một cái gợi ý coi nè. Em cũng hơi nhỏ con. Hơi nhỏ con. Rồi anh có gợi ý gì cho cổ không? Em thì cũng bị cận. Với lại cũng người nó cũng không có cân đối, không có mập lắm. Người cân đối, bị cận. Rồi kiếm đi em. Đang suy nghĩ giữa hai người đây. Nên em nghĩ đây, bị cận. Rồi, đâu, chỉ vô. Anh có tròn mà. Người ta nói cân đối rồi, không nghe hả? Thân hình cân đối đó em. Dạ, đây đây. Chắc chưa? Giữ nguyên hiện trường, bên đây. Em nghĩ theo gợi ý của bạn nữ thì em nghĩ bạn nữ là bạn này. Hay quá. Trời ơi, chuyến này đám cưới sớm rồi. Hai bạn ơi, chúng ta sẽ mở cửa để tìm ra nha. Mình giữ nguyên hiện trường, tấm hình mình mới chỉ nha. Để mở cửa ra chúng ta đoán, là chúng ta nhìn xem nhận cái cảm nhận chúng ta đầu tiên có đúng hay không. Cặp này tôi gả liền tay luôn nè. Chưa có kinh nghiệm tình yêu, hai bạn yêu nhau nó vui lắm. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Rồi. Đúng không cưng? Dạ đúng. Em gái là mém sai nha. Em mà cũng em, đúng á chị. Thì em đúng. Em là quá xuất sắc luôn. Chị dạ. Đúng liền luôn á. Dạ. Trong khi quá trời cô vậy mà em chỉ đúng hay thiệt. Hôm nay tới chương trình, anh cũng có 2 món quà nhỏ tặng em. Sống đơn giản cho mình thanh thản. Thì anh mong là khi em mệt mỏi, căng thẳng, đọc sách thì em có thể xả bớt stress phần nào. Còn món quà nhỏ thứ hai anh chuẩn bị là một cái thỏi son. Anh mong muốn cái món quà thỏi son này á, thì em lúc nào cũng tươi tắn, xinh xắn khi mà bước ra ngoài đường, hoặc là tới tham dự các buổi tiệc, đám cưới. Ủa bình thường đi chơi với anh cũng thỏi son được mà. Trời ơi, dạ, son còn quy định đám cưới mới thoa được nữa. Thì hôm nay gặp nhau cũng là duyên. Là em cũng có món quà tặng anh, cái ví. Tại sao lại tặng anh ấy cái ví? Dạ thì
em cũng mong là nếu mà em gặp tương lai, gặp người chồng có thể biết kiếm tiền và đưa cái ví cho em. Ghê lắm, ý nghĩ nó ghê luôn. Rồi bây giờ khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận của hai bạn khi mà mới gặp mặt nhau lần đầu tiên như thế nào? À, em thấy bạn nữ rất là dễ thương, xinh xắn. Cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Thấy anh chỉnh chạc. Nói chung là bạn anh nói anh già không á, cái mặt nó nói già chát à. Hồi nãy bịt cái mặt nạ lại gì nè, tôi dòm tôi tính kêu bạn anh thấy cái trái ngạnh sao ấn tượng nè. Hả? Dạ không ấn tượng chị. Ấn tượng á, em có thích mấy người vậy không, trắng cao vậy không? Dạ trắng em cũng hơi cao nè. À, hai người có vẻ hợp ha. Hợp á chị. Hợp. Rồi. Bây giờ thì Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn ngon của nhà hàng Mận Đỏ nha. Mời hai bạn thưởng thức bữa cơm thật là ngon miệng, cá hú kho tộ với canh chua tôm. Đây là những món thuần Việt tại nhà hàng Mận Đỏ, cũng không kém những nhà hàng thuần Việt khác, nhất là tất cả chén dĩa làm ra từ men Bát Tràng, mang in ấn đặc biệt của quả mận nha quý vị nha. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức ha. Đây là một món cơm cá hú kho tộ với lại là canh chua tôm rất là hấp dẫn. Nhưng mà vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại tìm hiểu kỹ một chút xíu về nguyện vọng, rồi về tương lai, về quan điểm hôn nhân, tình yêu, gia đình. Tự tin lên nha, cơ hội lần này là không có cái vụ đơn phương nữa nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, cố gắng lên em. Mời em. Dạ, mời anh. Dạ. Anh có quan điểm như thế nào về hôn nhân? Theo anh á thì hôn nhân rất là thiêng liêng. Anh nghĩ là khi yêu nhau thì mình cần chung thủy, không có lăng nhăng, chia sẻ thông cảm lẫn nhau trong cuộc sống hoặc công việc. Em cũng vậy đó. Nói chung là khi mà hai người đến với nhau á là phải có sự hy sinh và chia sẻ và tin tưởng nhau nữa. Anh có biết làm việc nhà không? Có chứ. Ở nhà thì anh ở chung với bố mẹ đó. Anh cũng hay giúp mẹ những cái công việc đặt giặt, các nhà giặt đồ, rửa chén. Nấu ăn thì thật sự anh không có nấu ăn ngon, nhưng mà anh sẽ vì người mình yêu học nấu ăn. Anh có thích chơi thể thao không? Lúc trước thì anh cũng có tập gym, nhưng mà anh tập thì có thể là không có đúng bài bản á. Nên càng tập nó càng teo. Dạ. Nên anh cũng nghỉ rồi. Đến bây giờ thì anh thường buổi sáng chạy đi bộ, đi bộ khoảng nửa tiếng, xong rồi về nhà thay đồ đi làm. Em có thích môn thể thao gì không? Hồi xưa em chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Bóng đá luôn. Wow. Hồi nhỏ chơi bóng đá, nhưng mà đại học á thì em có chơi bóng chuyền, rồi cầu lông. Anh có kế hoạch mà khi mà cưới nhau á thì mình sẽ ở đâu không? Thì hiện tại á là anh ở Thủ Đức. Từ nhỏ cho tới lớn là anh ở Thủ Đức. Nói chung là nhà cửa cũng tiện nghi. Thì nếu mà chúng ta quen nhau thấy hợp thì mình sẽ ở đây, ở Thủ Đức chung với ba mẹ. Đúng rồi, thì ba mẹ anh cũng dễ ở chung, nhưng mà em có thể không làm dâu. Dạ. Thì chị anh thì cũng có chồng ở Dĩ An rồi. Anh thì ở hiện tại thì có ở chung với bố mẹ thôi. Nếu như mà phù hợp với nhau thì em nghĩ bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân? Em nghĩ em cũng già rồi chị. Già rồi. Thì ba em nói vậy giống như là em cũng xỉ nhục bạn gái vậy đó. Không, em già thiệt, bề ngoài em già thiệt. Đúng, em già hơn bạn gái thiệt. Dạ. Nếu mà nhanh nhất thì cỡ 3 tháng. Chuẩn bị mọi thứ chưa mà lẹ vậy, đám cưới gì mà quen nhau có 3 tháng cưới rồi. Nhà em thì cũng sửa ở đây cũng 1-2 năm rồi. Công việc của em thì cũng ổn định rồi. Thì em chỉ còn tìm một nửa yêu thương của mình và tổ chức đám cưới với cô ấy. Bạn gái có chịu làm dâu không? Hồi nãy giờ em có hỏi bạn gái chưa? Thì bố mẹ em cũng dễ chịu, cũng có tuổi rồi. Thì cũng chỉ cần có con dâu hiền, biết tôn trọng bố mẹ, quan tâm chồng con là được. Bây giờ chị chia sẻ với em nè, khi chị ra ngoài tụi em đang ăn cơm tâm sự ở đây, chị thấy là hôm nay bạn trai đi là có dẫn ba đi theo. Bây giờ chị sẽ mời bác trai vào để mình cũng cơ hội mình gặp mặt một xíu, để cho bác trai cũng có thể có vài ý kiến trong cái buổi nói chuyện của tụi em ngày hôm nay ha. Dạ con mời bác vô trong này ạ. Chào MC Cát Tường xinh đẹp. Dạ chào bác. Chào quý vị khán giả đang xem đài. Dạ.
Tôi là ba của cháu Linh. Dạ. Bác cũng nhận xét về cháu thì thấy cũng dễ thương. Cháu với con của bác mà thấy thích hợp bấm nút cho nhau cơ hội. Nếu mà thấy hợp với nhau thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà con nghe nói là tôi như giờ em Linh đi đâu là bác cũng đi theo hết trơn, bác chăm sóc. Dạ không phải đâu. Không phải là Linh thì nó ít có đi chơi. Dạ. Đi cũng như ủng hộ tinh thần cho con. Khích lệ tinh thần cho con. Thế bác có đặt ra tiêu chí con dâu mình phải là người như thế nào không bà? Thì tiêu chí thì tôi cũng không mong gì hơn là ngoan, hảo hiền, biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với ông bà người lớn tuổi. Dạ. Hôm nay con cũng rất vui được gặp bác. Thì con cũng cái quan điểm của con á là khi mà mình đối xử tốt với cha mẹ chồng á thì cha mẹ cũng sẽ thương lại mình. Dạ. Nên là con cũng mong là nếu mà tụi con có thể tiến được thì trước mắt là hai con cho nhau cơ hội bấm nút. Bác chỉ muốn vậy thôi. Rồi bây giờ con mời bác ra ngoài để theo dõi tiếp câu chuyện có hai bạn có bấm nút hẹn hò với nhau không bác nha. Dạ con chúc bác sức khỏe, cảm ơn bác ạ. Rồi ngồi xuống hai bạn, chúng ta tiếp tục câu chuyện của mình nha. Đó, bác trai là đồng ý rồi, cứ mong hai con cho cơ hội thôi. Bây giờ hai con cho cô Tường các cơ hội nha, hai con bốc thăm đi nè. Rồi đọc lớn yêu cầu trong này. Tỏ tình đối phương thật lãng mạn, liên quan đến một bữa cơm, không đạt bị phạt ôm. Qua đứng kế bển đi, rồi muốn tỏ tình gì đó tỏ tình. Em có chuẩn bị một bài thơ đó chị. Rồi. Mà không có liên quan tới cơm được không? Thì em nói sau đó dẫn dắt vô bài thơ xong miễn có rồi xong mà kết thúc bài thơ em nói gì mà có liên quan tới cơm là được. Hiểu không? Dạ. Rồi qua bên đây. Đứng kế bên này, đứng bên này. Rồi qua đi rồi đứng bên đây nè. Đứng chỗ ba đứng hồi nãy đó, sát cổ. Rồi. Có khi nào em ngồi cũng được nhưng mà em cho anh nắm tay cái cho nó tình cảm đọc thơ coi chứ anh đứng anh bỏ tay vô quần kỳ quá. Đó chân thành lên nhìn cổ nha. Nhận được tin của chương trình, anh đây nghĩ ngợi một mình linh tinh, nghĩ về em, vóc dáng và tính tình là người tha thước dịu dàng xinh xinh, nghĩ về em cô gái chung tình là người con gái hữu hình anh yêu. Riêng anh nói ít làm nhiều, là người cầu tiến, mục tiêu rõ ràng, sống có trách nhiệm đàng hoàng, không hút thuốc nhậu nhẹt lăng nhăng. Mong em hiểu được lòng anh. Chúng mình cùng xây đắp mộng lành. Thơ anh không hoa lá cành, nhưng mà tình cảm chân tình của anh. Đến đây từ sớm chờ em. Thật sự bây giờ anh cũng rất đói. Nếu được xong chương trình, chúng mình cùng dắt tay đi ăn một bữa linh đình. Trời ơi, hay quá, hay quá. Mặc dù không có chữ cơm nhưng mà có ăn một bữa linh đình là được rồi, là có ăn cơm. Dạ. Hay quá em ơi, chị bất ngờ với em quá. Thơ tao đó hết rồi mà tôi nhìn ổng còn ráng rặn thêm mấy câu thơ cuối mà vô được cái bụng. Tại em hay chưa có từ cơm á chị. Đúng rồi, nhưng mà hay rồi. Em ráng xuất nghĩ. Sắc xuất sắc rồi, được rồi, về chỗ đi em. Cảm ơn chị. Trời ơi, cảm nhận của em như thế nào về bài thơ của ảnh em? Thơ này thơ ảnh làm. Dạ. Chứ không phải là thơ lụm lặt của người khác, cho nên nó mặc dù nó hơi tốc độ hơi chậm, ảnh tắm cũng chậm, ảnh ăn cũng chậm mà nên đọc thơ cũng chậm nhưng mà đầy cảm xúc, nhưng mà chỉ kết nhất là cuối dẫn vô được cái đoạn cuối. Dạ. Đúng không em? Dạ. Em cho mấy điểm nè? 9 điểm. 9 điểm, riêng bài thơ đó là 9 điểm, chị cho em 10 điểm luôn á. Rồi, cảm ơn chị. Trời ơi, quá xuất sắc. Bữa linh đình hay. Vậy là tôi biết thơ này thơ tự làm. Thử đặt biệt danh thật đáng yêu và ngọt ngào cho đối phương. Đặt một biệt danh gì nãy giờ anh dễ thương quá, em đặt cho anh cái biệt danh gì coi nè. Khó nghĩ quá. Từ bình thường em ít đặt biệt danh cho anh lắm. Anh mới làm thơ tặng em xuất khẩu thành thơ đó, đặt cho anh cái biệt danh đi nè. Biệt danh đáng yêu và ngọt ngào. Gọi anh yêu được không chị? Trời ơi, rồi cái gì vậy? Rớt tim hả? Anh yêu được không?
Được chị. Thôi quá ơi. Được luôn chị. Quá được luôn hả? Hợp lý. Trời ơi, bây giờ về dễ thương quá hai bạn ơi. Anh làm thơ hay quá, cho 9 điểm mình phải thưởng ảnh khích lệ tinh thần trước khi đưa ra quyết định bấm nút. Cho anh yêu ôm cái. Hai bạn qua mình ôm nhau 10 giây thôi. Để kiểm tra mình có cảm xúc với nhau không? Có cái nguồn điện gì qua nhau không? Rồi chúng ta quyết định bấm nút hẹn hò, bởi vì cái nút bấm này quan trọng lắm. Bấm là thật sự có tình cảm mới bấm, nếu không nó lỡ duyên của mình. Ai cũng lớn tuổi hết rồi. Mời bạn trai mạnh dạn lên, đây là cơ hội thưởng cho em bài thơ quá tuyệt vời. Em gái đứng ra ngoài này luôn. Rồi, hai bạn chúng ta có thể ôm nhau để mà truyền nhau một tí điện xem có cảm xúc hay không. Trực tiếp ôm nhau đi, đâu có vấn đề gì đâu. Đúng rồi. Ôm nhau chứ đâu phải cặp kè. Đúng rồi, ôm vô 10 giây cảm nhận. Được rồi hai bạn, về vị trí, không lẽ ôm hoài. Đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Cái nút bấm này là bấm nút hẹn hò, tìm hiểu, tiến tới hôn nhân. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. Ok, mời hai bạn. Nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian, đỏ rồi. Rồi, đứng lên, mời hai bạn qua bên đây. Bấm một lần thôi, bấm hai lần. Nắm tay nhau đi, bây giờ là nắm thiệt. Nhóm này là nhóm của cặp đôi Uyển Ương nè. Dị Tường hy vọng là hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Một cặp đôi chưa có kinh nghiệm nhiều trong tình yêu sẽ có những cung bậc cảm xúc rất là lạ, rất là thú vị. Dị Tường mong rằng hai bạn sẽ có những cái tháng ngày rất là êm đềm, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc bên nhau. Gửi tặng hai bạn đây là những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúng ta đến đây xem phim, tâm sự, tìm hiểu với nhau. Hai đứa cầm chung đi chứ còn đứa cầm vé nữa thiệt khổ ghê luôn á. Ở đây là một buổi casting với bạn Nguyễn Hò ha, thì có gì để coi nghe được cái cách mà chị thể hiện trên sân khấu như thế nào. Bây giờ mọi thứ là mình sẽ tự chủ động chia sẻ hết hả chị ha. Chị giới thiệu giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình với. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, em sinh ngày 5/1/1998. Em quê em ở Hậu Giang. Làm chuyên viên marketing một bệnh viện. Chuyên viên marketing hả bạn? Dạ. Bệnh viện nào ạ? Bệnh viện quốc tế Phương Châu và Sóc Trăng nè. Chị nhắn hết. Cái Sóc Trăng rồi. Hiện tại là chị đang làm việc ở Sóc Trăng luôn đúng không? Dạ. Mình có tài lẻ nào không bạn? Tài lẻ hả? Em chỉ biết làm đồ handmade thôi. Làm đồ handmade. Mình có hát ca gì được không? Hả? Em hát dở. Hát dở hả? Rồi ok. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Em là em có mục tiêu rõ gì. Em biết em cái gì tiếp theo. Rồi em chăm chỉ. Nếu có em thì em hay quên. Còn điểm yếu của mình là gì? Nhớ không được tốt. Nấu ăn cũng không ngon. Alo có nghe rõ không ạ? Tại nãy mẹ mới lắc ơi, nãy nói điểm yếu mình là gì á? Dạ, điểm yếu của em là em hay quên. Hay quên rồi còn gì nữa không? Nấu ăn ngon không? Không, nhưng mà em biết nấu. Nấu ăn không ngon rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Một mối tình. Nhưng mà kéo dài. Ý em bật cái em ngồi gần chiếc camera xuống được không? Tại vì nó bị chữ có chữ không á. Do hay là do cái mạng á ta. Vậy để em bật 4G thử. Tí thì mạng của em nó bị chập chờn lắm, lúc nói được, lúc nói không được á. Dạ anh chị có nghe rõ không ạ? Rồi nghe rõ rồi đấy nha. Em nói chuyện này nhá. Trải qua một mối tình rồi sao nữa nè?
Dạ cũng cũng không có lâu lắm, chỉ có 1 tháng thôi. Nó gọi là mối tình chưa? Dạ cũng cũng quen. Quen được 1 tháng đúng không? Rồi còn sau mối tình 1 tháng em còn quen ai nữa không? Không. Lý do gì trời, thấy cũng ok mà. Lý do tại sao không quen? Làm việc của em á, là em học đại học thì em học ngành cũng toàn nữ không, mà em cũng không có đi đâu chơi, em ít đi ra ngoài lắm. Rồi khi mà em làm việc của môi trường của em cũng nữ nữa, nên là cũng khó kiếm được mối quan hệ khác. Ồ, toàn nữ không ha. Rồi ý là cho chị biết về bạn ấy, cái bạn mà mối tình 1 tháng của em á, là bạn thời học sinh hay là trong ở đâu em quen ở đâu? Dạ. Em lúc đó là em đang là năm 2 nhưng mà yêu xa á chị, là tại vì lúc đó là em ở Cần Thơ còn anh đó ước đem cho ảnh kiếm người khác cần hơn để chăm sóc ảnh, còn em thì ở Cần Thơ. Rồi biết nhau là qua bạn. Biết nhau qua bạn thôi hả? Rồi mình có nắm tay rồi hôn gì chưa? Có nắm tay nhưng mà chưa có hôn. Trời đất ơi, chị yêu xa mà chị. Có nắm tay chưa hôn, là chưa bao giờ hôn bạn nam nào hết. Dạ đúng rồi. Ok, chị bây giờ đến với chương trình nè. Em mong muốn bạn trai một mẫu bạn trai mình như thế nào? Em có nghề nghiệp ổn định. Nghề nghiệp ổn định của em là như thế này, ví dụ cho chị một cái mức lương được không? Chung là nó có thể có tiền chăm sóc cho ba mẹ, cũng có thể đưa em đi ăn, đưa em đi chơi rồi là được rồi. Đi ăn, đi chơi. Mà em ăn chơi, ý là tại tùy cái mức độ người ta ăn chơi. Ví dụ như là em đòi đi Cần Giờ hay là muốn đi resort 5 sao. Ý là cái mức lương em mong muốn là như thế nào? 10 triệu hay 15 triệu để mà đủ? 5 triệu đi. 5 triệu hả? Dạ. 5 triệu. 15 triệu. À, 15 triệu. Rồi, ok. Rồi, quê quán nè. Em mong muốn bạn trai quê quán ở đâu nè? Cần Thơ hoặc là Sóc Trăng. Tuổi tác. Dạ. Hơn tuổi em, nhưng mà được sinh năm 1994. Kỳ thị hả? Sao vậy em? Sao vậy? Không hợp phong thủy đúng không? Em mạng thủy, kỳ 94 mạng quả đúng không? Trời, bà mê tính quá bà ơi. Trời. Em không mê tính lắm nhưng mà gia đình em mê tính. À vậy hả? Bây giờ nè, em cho chị cái con số nhất định, ví dụ như bằng tuổi em hoặc là nhỏ hơn em, cho đến ví dụ như là từ 21 tuổi cho đến 30 tuổi chẳng hạn, em mong muốn cỡ khoảng bao nhiêu đó chị biết chị kiếm? Dạ trên 26 tuổi. Đừng nhỏ hơn em. Trên 26 tuổi. Rồi. Rồi một ngoại hình như thế nào? Thì em mong muốn cao dạ. Trên 1m7. Em cao mét nhiêu mà em đòi dữ vậy? Em cao 1m5 lâu. Trời ơi gì vậy bà? Thế vậy chị? Ủa thì 55 cái 1m63 là được rồi. Em muốn 1m7 tại vì em muốn con của em sinh nó cũng cao, nó không lùn như em. Cho nó uống sữa. Rồi thân hình body 6 múi hoặc là bụng mỡ, mặt mập tròn tròn. Đừng có ốm là được, em không thích ốm. Không thích ốm. Mập được không? Dạ. Mập được không? Dạ, cũng được. 98 kg được đúng không? Đừng mập. Đó rồi hỏi nữa. Rồi ok. Còn mong muốn gì ở bạn trai nữa không nè? Em cũng không biết.
đã ví dụ như bạn bạn không được rồi, ok. Đây là một buổi casting ha, thì có gì là sẽ nếu nếu em được chọn vô vòng trong thì em sẽ được một bài biên tập làm việc với em sâu hơn về vấn đề này ha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Dạ chào chị nhá, chị chủ động giới thiệu về bản thân của mình, những cái điểm mạnh điểm yếu, những cái thông tin cơ bản về bản thân, ngày tháng năm sinh, hiện tại chị đang ở đâu, làm công việc gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hải ạ. Và em sinh năm 1985 Vâng. ạ. Hiện tại em đang ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Công Chị Hà làm công việc gì? việc mà em làm công nhân anh ạ. Dạ, và công nhân là mình làm trong mảng gì hả chị? À, em làm bên nồi thất á, ghế sofa với lại may rèm nữa. Mây rèm dạ. Vậy là không biết là thu nhập một tháng của mình là trung bình là bao nhiêu? Trung bình mỗi ngày thì được 8 9 triệu tính tiền. Rồi. Chị Hải có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Em thì em thấy điểm mạnh của em chỉ có là phụ nữ thích chăm chỉ với lại biết chăm lo cho gia đình thôi, chứ em cũng không có điểm mạnh gì. Rồi, cái vậy điểm yếu à? Điểm yếu thì thấy ý là mình nhút nhát ấy, không Nhút. có, với lại cái cam chiều cũng hơi hơi nhiều nên là chắc vậy nên khổ á. Kiểu vậy. Rồi. Vâng, thế vậy là trước giờ là chị Hải đã lấy chồng chưa? Có những cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ có, em có gia đình và em đã ly hôn được 5 năm rồi. Em có hai cháu, nói chung là em đang nuôi hai bé gái. Hai bé gái mấy tuổi chị? Một bé học lớp 8 là gần 14 tuổi, với một bé học lớp 3 là 8 tuổi. Chị ly hôn là chị với anh là đến với nhau từ năm bao nhiêu, xong rồi lý do chia tay? Năm kết hôn vào năm 2000 à quên 2007 em hỏi. Dạ vâng, 2007 là kết hôn. Kết thúc vào năm 2017. Dạ vâng, lý do sao kết thúc ạ? Nói chung thì cũng chồng bài bạc với vũ phu nên là em đơn phương ấy. Là chị đơn phương chấm dứt ạ? Chị là từ trước giờ là mình ở Bà Rịa Vũng Tàu hay là quê quán mình ở đâu mình vào Bà Rịa Vũng Tàu ạ? Dạ, quê gốc của em là ở Nghệ An anh. Xong rồi Đúng rồi. em lấy chồng và vào trong này. Lấy chồng là vào trong Vũng Tàu thì chồng chị là người trong này. Không ạ, chồng em cũng ở Nghệ An nhưng mà ý là đi vào trong này lập nghiệp ấy. Về cũng À. dạ, cũng có căn nhà nhỏ nhỏ trong này, và sau khi ly hôn thì chồng về một cây làm. Thế ở ở Vũng Tàu thì hiện tại thì ba mẹ con sống là mình nhà thuê hay là mình đã mua được nhà rồi? Dạ, là căn nhà trước của hai vợ chồng ấy, rồi chồng em ly hôn nên chồng về quê lại, con tự mình lại mấy mẹ con ở. Vâng. Bây giờ chị muốn chương trình bạn muốn hẹn hò kiếm cho mình một mẫu người đàn ông như thế nào thì phù hợp với chị ạ? Nói chung thì em muốn một người đàn ông là không có rượu chè cờ bạc gì nữa thôi. Công việc ấy thì nói chung là nếu mà không sinh nở nữa thì tốt, mà nếu có nếu sinh nở, nếu cần bị sinh nở thì phải có kinh tế thì em mới sinh, còn không thì thôi chứ không dám sinh nữa. Để đàn ông này biết chia sẻ với phụ nữ là được rồi, không có vũ phu cũng cờ bạc cả được. Rồi. Chị về chị nói một chút xíu về ngoại hình đi, chị thích những mẫu như thế nào? Ngoại hình em không quan trọng đâu anh, nhiều khi em còn nghĩ là càng xấu càng tốt nữa. Tại sao lại chị lại nghĩ vậy? Tại chồng em đẹp trai nên là lăng nhăng á, để À. em đẹp
Em không cần đẹp trai nữa, em chỉ cần sau này có người để nương tựa về già thôi, trụ thì với nhau về già thôi, chứ không có quan trọng vấn đề gì nữa hết á. À, về nghề nghiệp, vị trí vùng miền của anh đấy thì như thế nào ạ? À, vùng miền thì nói chung là trong miền Nam này càng tốt, trong ngoài nói chung là em cũng không phải là em phân bì này kia, nhưng mà cũng có vẻ em không có thích trai ngoài ngoài đó nữa. Tại vì sao ngoài đó cũng có nhiều cái vậy đó, em thích trai ở trong này, trong miền Nam là được. Như là thích người trong miền Nam. Ví dụ ở ở Sài Gòn, miền Tây thì nếu mà quen nhau thì anh chị có kết nối được không ạ? Dạ được, dạ được anh, chắc là được này, nói chung là cũng tùy thuộc ở bên đó nữa, nhưng mà được. Ý là em chị, nếu mà ở miền Nam là được, cũng được. Dạ rồi. Bây giờ những cái điểm gì mà chị đặc biệt không thích ở đàn ông? Này, đàn ông thì em có một cái, em nói chung ngoài cờ bạc rượu chè ra thì em không có thích, là tại vì em không ngửi được mùi thuốc lá nên em không có thích đàn ông hút thuốc. Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi. Còn rượu chè thì nói chung là cũng uống được là được, đừng có đầy mệt là được. Rồi. Có bất cứ gì chia sẻ về cái mẫu người mà chị mong muốn ấy thì chị có nói nha. Hai con của chị biết là chị đăng ký tham gia chương trình không ạ? À, hai con thì không có biết, nhưng mà ý là cũng ủng hộ mẹ lấy chồng. Dạ, các cháu nó nói nào không ạ? Dạ, thì cũng bảo là mẹ mẹ kiếm người đi chứ sau này con không nuôi mẹ đâu. À. Nên nhiều khi Dũng vui nó nói là mẹ mẹ lấy chồng đi. Chị ơi, dạ, nghề nghiệp bạn trai chị đang mong muốn là gì á? Nghề nghiệp thì em không quan trọng là làm cái gì đâu chị, mà chỉ cần có thu nhập ổn định là được ạ. Thu nhập ổn định đối với chị là bao nhiêu ạ? Thì cũng khoảng 10, hơn 10 triệu gì xíu, nói chung là ổn để lo cho gia đình được. Rồi ví dụ như anh ấy đã từng kết hôn có con được không? Được ạ. Nhưng mà con lớn thì càng tốt. À, còn về tuổi tác chị có mong muốn bạn trai cỡ khoảng bao nhiêu mà? Khoảng 50 là 45 đó. Từ 45 cho đến 50 đúng không? Dạ. Rồi còn ok rồi. Chị còn có mong muốn gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Rồi. Ok rồi, cảm ơn chị ha. Rồi đây là một buổi casting thôi, thì có gì sẽ có một biên tập làm việc với chị sâu hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ anh chị ạ. Dạ. Là một buổi casting của bạn Huyền Hò để coi là cách chị nói chuyện cái thể hiện như thế nào á. Thì bây giờ câu chuyện của mình á thì mình sẽ tự chủ động giúp em ha. Rồi dạ. Bây giờ chị giúp cho em giới thiệu giúp em về cái họ tên tuổi quê quán của mình với. À, dạ em chào chương trình, thì em tên là Nguyễn Thị Như, hiện tại thì em đang công tác tại Hồ Chí Minh, thì em là người Quảng Nam. Em sinh 28 tháng 5 1989. Dạ. 1989 hả chị? Dạ, 89 ạ. Rồi chị làm nghề nghiệp gì? Em là dược sĩ ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên ở công ty dược thôi. Dạ, rồi. Mình có tài lẻ nào không chị? Ca hát hoặc là nhảy đầm gì đó. Dạ không. Em không tài lẻ gì hết. Không có tài lẻ, dạ. Ồ, rồi. Vậy thì chị cho em biết về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè. Em nghĩ là điểm yếu của em chính là không có những cái tài lẻ đó. Còn điểm mạnh thì ngoài thì về nấu ăn thì em vẫn có thể nấu ăn được. Rồi kiểu em sẽ là kiểu tiếp người của phụ nữ gia đình á. Tiếp người phụ nữ của gia đình. Vậy thì chị cho em hỏi xíu nữa ha. Nếu như vậy thì những người đàn ông khác họ sẽ rất là những người phụ nữ của gia đình, thì chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình. Chia tay ở đây cũng đến bây giờ cũng khá lâu rồi. Thì mình đã kết hôn chưa chị? Dạ chưa, em vẫn còn độc thân ạ.
Là mối tình chính thức trước giờ chỉ là một mối tình thì mình quen nhau được bao lâu? 5 năm ạ, mối tình đó em quen 5 năm, gần 5 năm. Quen 5 năm cũng dài đó. Thì sao là tự nhiên mình lại chia tay vậy chị? Cho mình không tiến tới hôn nhân. Có cái giai đoạn đó có thể làm nhiều cái bất đồng, với lại bạn bạn đó sẽ lúc đầu thì ở chung thành phố nhưng mà sau đó bạn ở xa thì không có thống nhất được việc, lúc đó cũng còn trẻ nên là cũng chưa 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 có nhiều cái điều kiện để có thể đi tới hôn nhân. Rồi gia đình có nói gì về, về vấn đề đó không chị? Ý là hỏi sao mình quen nhau 5 năm rồi sao hai đứa không gì đi? Hoặc là có hỏi về sao mà chưa lấy chồng không? Thì cũng là một cái áp lực hiện tại nên là em mới đăng ký tham gia đó. Nhưng mà ý là chẳng lẽ gia đình không giới thiệu cho chị một người nào ở xung quanh mình hả hay sao? Cũng có được là mai mối vậy đó, nhưng mà mình cảm thấy không phù hợp, hoặc là cũng em cũng có tham gia những cái chương trình, những cái app hẹn hò như là Tinder hoặc là Facebook thì cũng gặp, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy người mà mình cảm thấy có thể gắn kết lâu dài. Vậy thì chị cho em biết cái sự không phù hợp của chị là cái gì để em biết em kiếm bạn trai cho chị nè. Em nghĩ thì cũng hy vọng là sẽ tìm có một cái người có thể kiểu hướng về gia đình một chút á, em thích kiểu này. Nhưng mà sao ta, nhiều khi mình chỉ tiếp xúc mà mình không có cảm xúc thôi. Tiếp xúc mà không có cảm xúc Có nghĩa là mình không có cảm giác, không có cảm giác được cái đối tượng mà mình, những người mình gặp ở trên đó, mình có thể đi được lâu dài hơn á. Cái đó là cái giống như cái cảm giác á. Còn em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao đâu, chỉ cần em cũng không có quan trọng cái việc đó là đàn ông đã có gia đình chưa, đã có gia đình rồi hay hay chưa thì nó không phải là vấn đề. Nhưng mà em mong là gặp được một người thì trong đó bản lĩnh một chút, có nghĩa là có bản lĩnh, có trách nhiệm, kinh tế nó cũng ổn định. kinh tế ổn định là chị mong muốn bạn 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 trai là nghề nghiệp như thế nào và cái mức thu nhập của chị mong muốn của bạn ấy là như thế nào. Có thể là ngang em hoặc là cao hơn em. Chị cho em biết là cái hiện tại bây giờ chị thu nhập được bao nhiêu? Trung bình khoảng 20. 20 triệu. Vậy thì chị mong muốn bạn ấy là sẽ 20 triệu đúng không? Hoặc là hơn đúng không? Thì chắc là về cái này là phải về kinh doanh này nọ đúng không chị? Không sao hết, làm ngành nghề gì cũng được, không quan trọng. Ok. Rồi, còn ngoại hình thì chị mong muốn bạn ấy như thế nào, đẹp trai số múi. Em thấy không, em không quan trọng ngoại hình lắm đâu, tại dễ nhìn là được rồi. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là ngoại hình nó không phải là cái vấn đề của em khi đi tìm người, cái người đồng hành với mình. Vậy chị mong muốn chiều cao của bạn ấy như thế nào? Tại vì em khá là thấp nên là chắc chắn là các bạn nam sẽ luôn luôn cao hơn em rồi, nên Chị là cao em bao nhiêu? cao 1m50 à. Cao 50 nên là 1m60 là chị cũng cảm thấy là nó cao hơn đúng không? Ok. Rồi. Về cái tuổi tác nha, chị mong muốn bạn ấy như, cho em một con số nhất định đi. Lớn hơn em hoặc là lớn em 10 tuổi đổ lại. Lớn hơn 10 tuổi đổ lại là bây giờ 89 đúng không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi được không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ tìm một người nhỏ hơn mình ơi. Tại vì cảm giác các bạn nhỏ hơn thì em sợ nó sẽ không đủ chín chắn hơn em. Ok, lớn hơn tuổi chị ha. Rồi, mình còn mong muốn bạn trai như thế nào nữa không nè? Ông nếu như trường hợp là nếu cảm thấy có một cái profile mà nó phù hợp nhưng mà nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được, không sao nha. Rồi, chị không thích gì ở bạn trai nữa không? Bạn trai hả? Em không thích người gia trưởng và người thiếu ý chí cầu tiến. Người gia trưởng
có bạn trai mà hài hước được thì rất là tốt. Có một người bạn trai mà có thể hài hước thì gì đó sẽ thu hút được em. Ok rồi. À, đây là một buổi casting thôi, thì có gì là sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sâu hơn ha. Dạ. Nha. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi. Cảm ơn.